Good morning.
Dear my sister and brother, how are you today? Today is on Saturday, December 12, 2020. We are at Pháp Nhãn Buddhist Temple on Facebook, Pháp Nhãn Temple. Right now, I would like to, first of all, I would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, and the harmonious Sangha. Today is the Dhamma talk for you is right talk thinking of equality in Buddhism, part 7 in Vietnamese and English together. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Buddham Saranam Gacchami, Dutiyambi, Buddham Saranam Gacchami, Tatiyambi, Buddham Saranam Gacchami. Damang saranam gacchami, duti yambi damang saranam gacchami, tati yambi damang saranam gacchami. Sangam saranam gacchami, duti yambi sangam saranam gacchami, tati yambi sangam saranam gacchami. For the first time, I go to the Buddha for prayer. For the second time, I go to the Buddha for refuge. For the last time, I go to the Buddha for refuge. For the first time, I go to the Dhamma for refuge. For the first time, for the second time, I go to the Dhamma for refuge. For the last time, I go to the Dhamma for refuge. For the first time, I go to the Sangha for refuge. For the second time, I go to the Dhamma, the Sangha for refuge. For the last time, I go to the Sangha for refuge. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử gần xa. Trước hết, chúng con đời đầu kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đề đầu kính lễ chánh pháp di diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đề đầu kính lễ tăng đoàn An Lạc. Lần thứ nhất con xin nương tựa Phật. Lần thứ hai con xin nương tựa Phật. Lần thứ ba con xin nương tựa Phật. Lần thứ nhất con xin nương tựa Pháp. Lần thứ hai con xin nương tựa Pháp. Lần thứ ba con xin nương tựa Pháp. Lần thứ nhất con xin nương tựa Tăng. Lần thứ hai con xin nương tựa Tăng và lần thứ ba con xin nương tựa Tăng. Nam mô Phật Bảo, Nam mô Pháp Bảo và Nam mô Tăng Bảo. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2020, là số 2 nó nhiều hơn quý vị ha. Hôm nay xin chia sẻ về tiếp tục đề tài là chánh tư duy bình đẳng trong đạo Phật phần 7. Mời đại chúng chúng ta học cả tiếng Việt và tiếng Mỹ together. Cả tiếng Việt và tiếng Mỹ đi đôi với nhau. Mời đại chúng chúng ta nhìn lên màn ảnh, bắt đầu chúng ta vào lớp. Xin thầy lớp trưởng thỉnh tiếng chuông nhé. From Thailand retreat. When we see here and we know our open mind is equal, tức là có cái tâm bình đẳng. Bây giờ ở đây á, hôm nay chúng ta học tiếp là tư duy bình đẳng. Thì thầy đã viết cái chữ Hán ở đây rồi, cho nên chúng ta không cần học lại nữa. Khi nào qua phần mới thì chúng ta sẽ học thêm phần mới chữ Hán. Đây là với những ý nghĩa thiết thực nêu trên, chúng ta biết trong tăng đoàn của Đức Phật
trong tăng đoàn của đạo Phật và trong chánh pháp của Đức Phật không có giai cấp. Trong tinh thần bình đẳng của đạo Phật không bao giờ có sự kỳ thị chủng tộc và phân chia giai cấp. Thế những ai có đủ duyên lành tu tập thực hành lời dạy của Đức Phật vân vân, chúng ta sẽ học tiếp. Ở đây chúng ta học nè, với những ý nghĩa mà học nêu bữa mấy cái từ cái bậc phần thứ nhất và tới phần thứ sáu đó, today bậc seven đó, với những ý nghĩa thiết thực nêu trên không, chúng ta biết là quý vị thấy nè, để thầy minh họa cho cái chỗ này cho đại chúng nắm cho vững cái trường hợp này. Chúng ta biết nè, trong tăng đoàn quý vị nhớ nha, in the sangha of the Buddha, in the sangha of Buddhism, trong tăng đoàn đó quý vị nhớ, in the sangha không có giai cấp, quý vị biết, in the sangha no day there is no caste, là không có giai cấp nha quý vị ha. Và trong chánh pháp của Đức Phật quý vị nhớ nè, trong chánh pháp của Đức Thế Tôn đó nha, trong chánh pháp của Đức Phật đó, there is no caste, cũng không có giai cấp, quý vị nhớ chỗ này. Trong tinh thần bình đẳng của đạo Phật, in the ecology of Buddhism, there is no discrimination and caste. Và trong cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật đó, nhớ chứ bình đẳng như thầy đó nha, trong tinh thần bình đẳng của đạo Phật đó thì không bao giờ có sự kỳ thị chủng tộc, là there have never been discrimination, là không bao giờ có sự phân biệt chủng tộc và phân chia giai cấp nha, division of caste, tức là there have never been division of caste. Những ai mà có đủ duyên lành tu tập và thực hành lời dạy của Đức Phật đó, thì nghĩ sẽ như thế nào? Đây là cái bức tranh đó, để thầy nói cho quý vị thấy là cái sự tu tập ở trong tăng đoàn của Đức Phật đó, là không có giai cấp ở chỗ này nha. Tinh thần bình đẳng, chữ bình đẳng thầy nhắc lại cho quý vị nhớ chữ bình này. Bình là nó những cái chữ này sai rồi, quý vị sửa lại giùm thầy. Chữ bình đó như thế này, đây chữ bình nè, viết theo chữ Hán đó quý vị, đây chữ bình đó, bình là bằng phẳng, bình là đồng đều, bình là không có phân chia giai cấp, chỉ đẳng là trên bộ trúc nha, ở trên bộ trúc đó, thầy viết ở đây cho quý vị thấy, để mình biết ở trên là bộ trúc, ở dưới là chữ tự, tự có nghĩa là chùa nha, đó ta bình đẳng, đẳng có nghĩa là khác biệt, là bình đẳng có nghĩa là ta đặt bản, có nghĩa là chấp nhận sự khác biệt, nó ôm ấp, nó bao dung. Bình đẳng có nghĩa là gì? Là không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da chủng tộc, đó gọi là bình đẳng. Tiếng Mỹ gọi là equality. Rồi ở đây chúng ta đã vừa học cái chữ này để chúng ta biết cái chữ cầu nó như thế đó, chúng ta tu học để chúng ta rõ cái vấn đề này. Chứ còn nhiều khi mà chúng ta học mà không có nắm đó, rồi lúc đó nó uổng. Đây là quý vị thấy nè, there is no caste in the Sangha of the Buddha. Quý vị phải nắm cái câu này nha. Ở khi mà nói bình đẳng trong đạo Phật là quý vị phải nhớ cái câu này nè. There is no caste in the Sangha of the Buddha. Không có giai cấp trong đoàn thể của, trong tăng đoàn của Đức Phật. Quý vị nhớ là there is no caste in the Sangha of the Buddha. Trong đoàn thể của Đức Thế Tôn đó không có giai cấp, cho nên khi mà hội nghị, cái đây là hình ảnh hội nghị vơ sắc của Liên Quốc tổ chức được tổ chức tại Việt Nam đó, thì năm 19 thì những cái hình ảnh này quý vị thấy năm những năm trước ở Việt Nam, ba lần ở Việt Nam đó, thì thầy lấy hình ảnh ví dụ đó, nhiều vị ban tê, nhiều vị sư, vị thầy các nước khác nhau, người gọi là international Sangha Buddhism in Việt Nam, when Vesak
Day Organized in Vietnam, thì được tổ chức ở Việt Nam. Đó thì quý vị nhớ câu là There is no caste in the Sangha of the Buddha. Trong tăng đoàn của Đức Phật đó thì không có giai cấp. Đó là hình ảnh thầy đưa cho quý vị thấy. Và cái hình ảnh này nữa quý vị thấy là nhiều cái hạng người khác nhau, gọi là màu da chủng tộc, gọi là mixed race, tức là nhiều hạng, nhiều chủng tộc khác nhau nhưng mà tu tập đó là trở thành tình Buddha. When they had good chance to learn the Buddha teaching, to practice the Buddha teaching, to apply the Buddha teaching, all the time they become brother and sister. We should remember there is no caste in the Sangha of the Buddha. Không có, trong tăng đoàn của Đức Phật không có giai cấp. When on different kind of people who have a good chance, wholesome opportunity to learn the Buddha teaching, to practice the Buddha teaching, to apply the Buddha teaching in their daily life, they become brother and sister. Brotherhood and sister in the Dhamma, in the Sangha. Thì khi mà họ mà tu học Phật pháp thì ngon lành vậy, chính chư vị đó là tình huynh đệ, có cái tình pháp lữ đồng tu. Thì đưa hình ảnh thứ nhất là tổ chức ở Vơ Sát ở Việt Nam, gọi là cái lễ hội lớn nhất toàn cầu đó. Và cái hình ảnh tiếp theo là chúng ta đang xem, mời đại chúng xem tiếp. Đây là khi mà có thu, hình ảnh này được lấy từ làng Mai Bloom Village. Quý vị thấy á, khi có khóa tu là tất cả màu da chủng tộc ở đây, quý vị thấy nè, anh da trắng nè, da trắng nè, rồi da hồng hồng á, ở đây có nè, đây da đen có nè, rồi người cư sĩ, nam cư sĩ, Ubasaka, Ubasika, Bhikkhu, Bhikkhuni, when they have retreats all the time, they become Dhamma brother and sister, trở thành là tình huynh đệ. Rất là hay chỗ này. Rồi cái bức ảnh này á, thứ hai thầy cũng nói là there is no caste in the Sangha of the Buddha, là không có giai cấp trong đoàn thể của Đức Phật, trong tăng đoàn của Đức Phật. Thì vì sao đó thì thầy đưa những cái hình ảnh gì á, thì khi mà họ tu tập với nhau á là họ trở thành tình pháp lữ rồi, hình rể với nhau. When on different kind of people have good chance to learn the Buddha teaching, apply the Buddha teaching, and practice the Buddha teaching in their daily life, our time. Đây, Ubasaka, Ubasika, lay devotee, lay male devotee, lay female devotee, bhikkhu and bhikkhuni, Buddhist monk and Buddhist nun, become Dhamma brother and sister together. So, there is no caste in Buddhism. In the no caste in the Sangha of the Buddha. We should remember that. Đó thì chúng ta thấy là không có giai cấp trong cái đoàn thể tăng đoàn. Dầu là da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, da hồng hồng. Khi mà có đủ duyên học Phật pháp đó, trở thành tình huynh đệ với nhau. Đó là cái điểm mạnh trong đạo Phật mà chúng ta phải biết. Khi mà học tới tư duy chánh tư duy right thought, thì lúc đó chúng ta phải nói là thinking of equality in Buddhism, là tư duy bình đẳng trong đạo Phật. Không dễ mà được lột tả cái chỗ này đâu quý vị. Nếu mà tôn giáo khác đó quý vị coi, nặng nhất là đạo nặng nhất là Bà La Môn giáo đấy. Chúng ta học và chúng ta biết rất là sâu sắc cái chỗ này. Và chỗ này, cái đoạn này tiếp theo là gì? Nãy mình nói, nãy cái đoạn văn ở trên á, thì mình nói là không có giai cấp trong cái đoàn thể tăng đoàn, không có giai cấp trong cái chánh pháp của Đức Phật. Thì cái bức tranh này nó nói như vậy, cái gì đây? Thầy muốn chỉ cho quý vị đấy. There are no caste in the Dhamma of the Buddha. Và trong chánh pháp của Đức Phật đó là không có giai cấp. Quý vị nhớ nè, cái bức tranh này là gọi là nói theo Phật giáo Nam truyền đó, là 10 ba la mật, the ten paramita, 10 ba la mật. Thì ở đây á là 10 bên Phật giáo phát triển đó, Phật giáo đại thừa đó, là 6 lục độ ba la mật, 6 ba la mật gọi là six paramita
in Mahayana Buddhism, but in Theravada Buddhism, there are 10 paramita, có 10 cái lục độ paramita. Thì ở đây là cái chi phần là một nè, tại vì wisdom là tuệ giác, trí tuệ một đó quý vị. Banya Parami là cái độ đầu tiên á, gọi là trí tuệ hay là trí tuệ ba la mật. Cái độ thứ hai á là giải quyết resolution Adithana Parami là cái thứ hai, number two nha. Đó, còn number three là gì? Number three á gọi là Viriya Parami là energy, là cái lực, năng lực á, lực là cái ba la mật thứ ba trong 10 ba la mật. Và thứ tư á, number four là gì? Number four là Sila Parami. Sila là giới ba la mật, giới ba la mật. Và cái đó là thứ tư. Cái thứ năm, cái thứ năm á là cái gì? Thứ năm đây nè, Dana Parami. Dara là gì? Tiếng Mỹ gọi là liberality or perfection in giving, tức là bố thí ba la mật đó quý vị. Quý vị nhớ cái chỗ này, bố thí ba la mật thứ năm, nó là trung tâm đó, bố thí tài thí, pháp thí, vô ý thí đó. Cái đây paramita là cái dana parami, thì cái đó là bố thí ba la mật, perfection in giving. Và cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu, number six, là cái thứ sáu là gì? Là upekkha parami. Upekkha parami có nghĩa là gì? Có nghĩa là inclusive. Cho cái từ này á, trong tiếng Mỹ mình chưa thấy chỗ này, thì ở đây á, thầy viết lên cho quý vị thấy. I would like to write here for you. Đây á là inclusion in include đó, cái từ này nè. À, thứ sáu đó, inclusive synod. Đó, đây là number six, gọi là xã ba la mật. Và cái thứ bảy á, thứ bảy là gì? Là nikkhama parami, là xuất gia hay là xuất sĩ, xuất gia đây nè. Cái thứ bảy nha quý vị, number 7. À, number 7. Renunciation. Và cái thứ 8 á là gì? Metta Parami. À, number 8. Metta Parami. À, loving kindness. Và cái thứ 9 là gì? Number 9. Là Sakha Parami, rồi là Truthfulness, là chân lý á, chân thật á, Truthfulness. Và cái thứ 8 á là gì? Khanti Parami, là kham nhẫn, Basin or Endurance. Cái thứ 10, number 10, là tiếng Mỹ á, là Basin or Endurance, là kham nhẫn, ba la mật. Như vậy chúng ta đọc lại và chúng ta nắm chỗ này. There is no caste in the Dharma of the Buddha. Quý vị nhấn mạnh cái no nha quý vị. No caste trong chánh pháp của Đức Phật đó, là không có giai cấp trong chánh pháp của Đức Phật. Number one là wisdom. Number two là resolution. Number three, energy. We can say perfection in wisdom. Perfection in resolution, perfection in energy, number 3, number 4, perfection in the precept or in the morality,
Number 5, perfection in given. Number 6, perfection in inclusion. Number 7, perfection in renunciation. Number 8, perfection in loving kindness. Number 9, perfection in truthfulness. And last one, perfection in patience or endurance. Như vậy, có 10 ba la mật, chúng ta thấy là Phật giáo đưa ra cái hình ảnh này để chúng ta thấy there is no caste in the Dharma of the Buddha. Một là trí tuệ ba la mật, hai là quyết đoán ba la mật, ba là năng lực ba la mật, bốn là đạo đức ba la mật hay là giới ba la mật, năm là gì, là bố thí ba la mật, dana paramita, sáu là gì, sáu là xã inclusive, là ôm ấp, là không phân biệt, upekkha, bảy là xuất gia ba la mật, sự ra đi đó, từ giả đó, sống đời sống xuất sĩ đó. Và cái thứ tám là gì, là từ ba la mật, từ bi đó. Cái thứ chín đó là chân thật ba la mật. Cái thứ mười đó là kham nhẫn ba la mật. Như vậy chúng ta thấy trong cái 10 ba la mật này, chúng ta sẽ có một cái thời gian để chúng ta sẽ học từng cái một. Ở đây chỉ nói giới thiệu tổng quát thôi, bởi vì mình nói cái đề tài nó rộng cái chỗ này nữa là lúc đó nó hết thời gian, cho nên thầy đã dành cái đề tài này để nói cái gì khác. Trong chánh pháp của Đức Phật không có giai cấp. In the Buddha Dharma, there is no caste. We should remember, especially particularly, 10 paramita. 10 cái ba la mật đó chúng ta nhớ. Học như vậy đó thì chúng ta mới nắm vững. Đó, trong chánh pháp của Đức Phật không có giai cấp. Thầy đưa ra cái hình ảnh là 10 ba la mật để chúng ta học và chúng ta cảm thấy sâu sắc trí tuệ, quyết đoán, năng lực, đạo đức hay là giới ba la mật đó, 10 cái ba la mật chúng ta nắm vững cái chỗ này. Đó là cái hình ảnh để chúng ta học và chúng ta thấy. Và cái chỗ này quý vị thấy là hình ảnh thứ hai nha, thầy đưa ra, quý vị thấy đẹp chưa? Đây là cái website của chùa. Nhân đây thầy mở chỗ này để cho quý vị biết là muốn xem website của chùa đó, quý vị biết thêm, chứ nhiều khi quý vị không có nắm vững chỗ này đó, thầy biết thêm cái chỗ này, website của chùa, khi mà quý vị có muốn là pháp nhãn đó ọt nha quý vị, là chấm ọt á, chấm .org là pháp, là cái website của chùa, là ở trên đó là hình ảnh của Đức Phật, ở dưới là tiếng Mỹ và tiếng Việt, English and Vietnamese. Thì quý vị học và quý vị có thể biết thêm, đây là cái đây là hình ảnh Đức Phật trên web của chùa, quý vị sẽ muốn đọc đó. Đây là bức xe, bức bánh xe chuyển pháp luôn đó. Thì ở đây á thì there is no caste in the Dharma of the Buddha, hay là there is no caste in the Buddha teaching, không có giai cấp, quý vị nhớ nè, không có giai cấp trong chánh pháp của Đức Phật, trong lời dạy của Đức Phật đó, không có giai cấp. Đó là cái ý thứ hai, chúng ta học rồi sau này mà ra thi á, giáo thọ hoặc là các vị giảng viên, các thầy giáo thọ, các vị giảng sư mà ta đưa ra là trong đạo Phật cái điểm nhấn mạnh á là cái gì, thì quý vị nhớ là có một là tăng đoàn, hai là chánh pháp của Đức Phật. Hai cái điểm đó là quý vị được điểm 10, điểm được điểm 100. Thì ở đây thầy đưa cái bánh xe chuyển pháp luân gọi là Dhamma Chakka. Dhamma là pháp, là chân lý, Chakka là bánh xe, Dhamma Chakka là the view of the Dhamma, là bánh xe, quý vị thấy luân chuyển mãi mãi thôi, rất là hay. Thì ở đây thầy đưa hồi nãy là lục ba la mật, còn ở đây thầy đưa là tám, the noble eightfold path, là con đường có tám phương pháp tu tập, the noble, con đường có tám phương pháp tu tập cao thượng, the noble eightfold path, hay là the path with the noble eightfold method of practice of Dhamma practice. Và con đường có tám phương pháp tu tập là cái gì, nó gồm có cái gì, một là gì là right view, là chánh kiến,
Number two, number three. Number three là một là Samma Dithi và cái thứ hai là gì? Number two, Samma Sankappa right thought. Number three, Samma Vacca. Number three là cái thứ ba. Number four là right action, Samma Kammata. Number four. Và number five là right livelihood. Number five nha quý vị. Number six là right efforts, Samma Vayama. Và number seven. Và number eight. Đó, quý vị đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the Dhamma Chakra, the wheel of the Dhamma. Thì ở đây là chánh kiến nè, cái chánh đầu tiên là right view. Right view là Samadhi, là chánh kiến, chánh tư duy là right thought, Samma Sankappa. Cái thứ ba là chánh ngữ là right speech, Samma Vacca. Cái thứ tư là chánh nghiệp là right action, Samma Kammata. Cái thứ năm là right livelihood là Samma Avijja Ajiva, chánh ngữ chánh nghiệp, chánh ngữ chánh nghiệp, chánh mạng là right livelihood là chánh mạng, right effort là chánh tinh tấn, right mindfulness là chánh niệm và right concentration or meditation là chánh thiền định. Như vậy quý vị thấy là trong chánh pháp của Đức Phật không có giai cấp. Thầy đưa cái hình ảnh, cụ thể cho đại chúng thấy đó, 13 la mật. Đưa ví dụ cái chánh pháp tiêu biểu cho đại chúng thấy, thứ nhất là 13 la mật ten paramita. Thứ hai là the noble eightfold path, là bát chánh đạo, là con đường thánh, các tám phương pháp tu tập. Ở đây cái hình giao diện quý vị thấy là pháp nhãn temple, là con mắt của chánh pháp, là cái chùa Phật giáo mang cái nhãn hiệu, mang cái con mắt của chánh pháp, cái bánh xe chuyển pháp luân đó, là thầy lấy cái biểu tượng cho trên chùa. Thì ở đây là gọi là Dhamma Chakra Buddhist Temple, là chùa pháp nhãn. Thì trong 13 la mật thầy đưa ví dụ cái chánh pháp Đức Phật là không có giai cấp, và bát chánh đạo là con đường có tám phương pháp tu tập không có giai cấp. There is no caste in the Dhamma of the Buddha, or in the Dhamma of the Buddha there is no caste. Thì phải nhớ là trong chánh pháp không có giai cấp, rất là rõ ràng và cụ thể ở đây. Không làm các điều ác, làm các việc lành, giữ thân tâm thanh tịnh và an lạc, sống đời sống chánh niệm và tỉnh giác trong đời sống hàng ngày của mình, thì chư vị đó là những người có khả năng đem lại những hoa trái an vui và hạnh phúc đích thực cho số đông trên khắp hành tinh này. Thì ở đây nè, khi mà các hạng người khác nhau đó có duyên lành đến với đạo Phật đó, đến với Phật pháp đó, là họ thực tập Phật pháp hàng ngày thì họ quyết tâm, họ nguyện là không làm các điều ác, not to do evil, nguyện làm các điều lành, vow to do good, nguyện làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, nguyện giữ tâm ý trong sạch và thanh tịnh, gọi là vow to purify one's body and mind, nguyện thánh lọc thân tâm được thanh tịnh và an lạc đó. Sống đời sống chánh niệm và tỉnh thức, live a life of mindfulness and awareness in their daily life, trong đời sống hàng ngày của mình, là của cái vị hành giả đó. Thì chư vị là những người, họ là những người gì? Có khả năng đem lại những hoa trái an vui và hạnh phúc đích thực cho số đông. Quý vị nhớ cái số đông nha quý vị ha, cho số đông trên khắp hành tinh này. Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta tu học Phật pháp rồi đó,
chúng ta hiểu rồi đó, thì chính mỗi chúng ta là một cái pháp vui, pháp hỷ và pháp lạc, thì có duyên đến với đạo Phật, học pháp, hiểu pháp và thực hành Phật pháp, học đạo, hiểu đạo, hộ đạo và hoằng dương đạo pháp, thì họ là những người ông mà an vui và hạnh phúc đích thực để hiến tặng cho thế gian này những hoa trái an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống chúng ta. Cho nên đó, khi mà mình có duyên lành học Phật, nghe pháp, hiểu được chánh pháp, thì chính những người đó là hạt ngọc đó, là kim cương, là hột xoan đó. Trong gia đình mà quý vị tu tập cho ngon lành đó, thì đó là một cái tài sản quý trong gia đình. Vàng bạc kim cương đó quý, là nó là quý, nhưng mà cái quý của đó là quý vật chất. Nếu mà mình không tu tập, không sử dụng đúng cái chánh pháp đó, là cái đó nó trở thành là một con rắn độc. Nhưng mà trong gia đình mình đó, đến với đạo Phật, đến với Phật pháp, tu học Phật pháp, có chắc an và chắc lạc, không có cái đời sống tâm linh rất là thoải mái và an vui và cao thượng, thì chính những vị đó đó là viên kim cương hột xoàn trong gia đình, trong tâm, trong đạo Phật nói chung, trong gia đình nó riêng, trong thiền môn nó riêng. Cho nên đó, khi mà mình đến với Tam Bảo, mình đến với chánh pháp Đức Phật đó, mình học đó, thì mình là kim cương hột xoàn khi mà mình trở thành đệ tử của Đức Phật. Vàng bạc kim cương đá quý, đó là vật chất, gold, diamond, pearls, this is their material. But when on different kind of people who had good time to learn the Buddha teaching, practice the Buddha teaching, to apply the Buddha teaching in their daily life, at the time they become real diamond, real gold, real pearl. Họ trở thành là một cái kim cương hột xoàn thật sự đó. Họ là những cái thứ quý giá trong gia đình. Đó, quý vị nắm được cái đó. Thì trong chánh pháp của Đức Phật, một là trong tăng đoàn không có giai cấp, thứ hai là trong chánh pháp của Đức Phật không có giai cấp, như chúng ta vừa thấy hình ảnh đó. With the aforementioned practical meanings, we know that in the Sangha of Buddhism there is no caste, and in the Dharma of the Buddha there is no caste, also no caste. In the spirit of equality, in Buddhism there are never discrimination, there are never discrimination of race and division of caste. Those who have enough good condition to cultivate, to practice the Buddha teaching in their daily life, they become Dhamma brother sister. Thì ở đây nó là gì? Là qua cái ý nghĩa mà thiết thực á, practical meaning là ý nghĩa thiết thực nha quý vị. Ông được đề cập ở trên. Thì chúng ta biết rằng, we know that, chúng ta biết rằng in the Sangha of Buddhism, để nhấn mạnh là trong đoàn thể của Đức Phật đó, trong đoàn thể của Đạo Phật đó, there are no caste. Thay vì mình nói là there are no caste in the Sangha of Buddhism, thì mình nói là in the Sangha of Buddhism there are no caste, trong Đạo Phật không có giai cấp. And in the Sangha, in the Dharma of the Buddha, và trong chánh pháp của Đức Phật, there is also no caste, và cũng không có giai cấp. In the spirit of equality of in Buddhism, trong cái tinh thần bình đẳng của Đạo Phật á, trong Phật giáo đó, trong Đạo Phật đó, và không bao giờ, there are never, hoặc là there have never been discrimination of race and division of caste. Và không có bao giờ cái sự phân biệt giai cấp mà chủng tộc nè, màu da chủng tộc nè. Ở đây quý vị nhớ chứ, race là chủng tộc nha quý vị. Và không có phân chia giai cấp. There have never been discrimination of race and division of caste. Và những ai có tu, những ai có đủ duyên lành, chữ đủ duyên lành là quý vị nhớ nha, enough good condition, là đủ cái điều kiện tốt á, họ sẽ tu học Phật pháp rất là ngon lành. To practice the Buddha teaching, not to do evil things,
to do good thing, to keep their mind purified and peaceful, to lift their life up right mindfulness and awareness in their daily life. There are people with the ability to raise the flower and root up all their joyfulness and happiness to the many on over the planet. Và họ thực tập lời dạy của Đức Phật á, they practice the Buddha teaching not to do evil, hay là not to do evil thing, không họ phát nguyện không làm được ác. They vow not to do evil thing, họ phát nguyện không làm được ác và họ phát nguyện làm điều lành. They vow to do good thing và họ phát nguyện làm điều lành. Giữ tâm ý trong sạch, to keep their mind purified and peaceful by the Buddha teaching, bằng cách là thành lập tâm ý, bằng cách là thực hành lời dạy Đức Phật. Và họ sống là to live their life, và họ sống một đời sống chánh niệm, right mindfulness and awareness, tỉnh giác in their daily life, trong đời sống hàng ngày. Thì họ là gì? They are person with, họ là người có khả năng with the ability to bring flower and fruits of oranges joyfulness, và họ có khả năng mang lại cho hoa trái an vui và hạnh phúc đích thực. Oranges là đích thực nha quý vị, đích thực cho số đông, to the many on over the planet, trên khắp hành tinh này. Đó, thì chúng ta thấy á, thì ở đây á, khi mà mình có duyên lành tu học Phật pháp, dầu là mình da đen, da vàng, da trắng, da đỏ, da hồng hồng, da nâu nâu, da ngâm ngâm, vân vân. Khi mà có duyên lành đến với đạo Phật á, học Phật pháp rồi đó, phải học nha quý vị. Người phương Tây họ đến với Phật pháp á, họ học, họ hiểu rồi họ mới theo. Còn người Việt Nam mình á, nói riêng và người châu Á, thì họ đến với đạo Phật á, là thôi mình nói người Việt Nam đi, họ đến với đạo Phật á, là hầu như là họ đến với niềm tin là nhiều. Chẳng hạn như là lâu lâu tới ngày rằm, ngày mùng 1, rồi họ mua nải chuối, bình hoa về cúng chùa, rồi lạy bà lại cái là giống như là xong rồi đó, rồi họ đi theo cái niềm tin. Nhưng mà cái học Phật pháp á, thiếu điều kiện để học Phật pháp. Ngày nay trường lớp có đầy đủ rồi, vị giảng thư, vị sư thầy sư cô khéo léo giảng dạy Phật pháp hàng tuần, thì Phật pháp đi thấm nhuần thân tâm của Phật tử dữ lắm. Cho nên quý vị thấy là cái quan trọng là hoằng dương chánh pháp. Trong 45 năm Đức Phật chỉ nói pháp và hoằng dương chánh pháp, thì mình cũng vậy, mình hoằng dương chánh pháp để cho Phật tử có duyên lành, có cơ duyên để thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, gọi là làm lời lạc cho thân tâm đó quý vị. Thì tất cả những hạng người khác nhau khi mà đến với đạo Phật, học Phật pháp, tu học Phật pháp, thì chính họ nếm được pháp an, pháp lạc, pháp hỷ, pháp xả ngay trong đời sống hàng ngày. When different kind of people who have good chance to have good opportunity to learn the Buddha teaching, apply the Buddha teaching and practice the Buddha teaching in their daily life, they can bring flower and fruits for themselves and for all the people, for their loved one, right here and right now in the present life. It's very necessary for them to practice the Buddha teaching in their daily life. Đó rất là thiết thực vào trong đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta có duyên lành đến với đạo Phật, đến với Phật pháp, đến với Tam Bảo. Chúng ta thấy vừa học tiếng Việt và tiếng Mỹ đủ kiểu hết để chúng ta có cái chắc an và chắc lạc khi chúng ta học Phật pháp. Để hiểu rõ và xác nhận những điều thảo luận trên đây, học lịch sử Phật giáo, chúng ta biết trong đạo Phật có rất nhiều hạng người ở nhiều giai cấp và tôn giáo khác nhau. Trước khi là một vị cư sĩ, tôn giả Nidhe Sunita, Sunida là người hốt phân không thuộc bốn giai cấp trên, là người hốt phân gọi là giai cấp Đà Lít, là không phải giai cấp mà gọi đây là giai cấp cùng đinh, là Đà Lít. Ông tôn giả Ubali là người thọ cấp ở giai cấp thứ tư, Sutara.
tôn giả Thunda Chunda là người Thơ Ren ở giai cấp thứ ba, Vajra. Thì ở đây thầy đưa cái lên có một cái đoạn văn này như thế này để hiểu rõ và xác nhận những điều ông vừa thảo luận ở trên đó nha, những điều mà mình học ở trên đó. Thì học lịch sử Phật giáo, ai mà có học cái lịch sử Phật giáo đó, học lịch sử Phật giáo thì chúng ta biết là trong đạo Phật nha, in Buddhism there are different kind, có nhiều hạng người, ở Bible có nhiều hạng người ở nhiều giai cấp khác nhau, different caste and different religion khác nhau, quý vị ha, nhiều giai cấp khác nhau. Trước khi là một cư sĩ ở đây thầy ví dụ, trước khi là một người cư sĩ, hay là trước khi là một cái người cung đính đó, tôn giả Ni Đề, Sunida là người Hốc Phân, không thuộc cái vị này đó, là cái giai cấp Dalit nè, cái giai cấp cung đính nè, Dalit nè, nó không có thuộc giai bốn giai cấp trên hồi bữa mình học rồi. Và tôn giả Ubali nha, là người thợ hớt tóc ở giai cấp thứ tư nha, giai cấp thứ tư. Và tôn giả Chunda là Thùng Đà, là người thợ rèn ở giai cấp thứ ba, Vajra. Như vậy chúng ta học ở chỗ này, chúng ta biết cái đoạn văn này á, chúng ta thấy á, trong tăng đoàn ở đây mình nhấn mạnh là trong tăng đoàn là thứ nhất là Sunida là Ni Đề, là người thợ phân, là người hốt phân, gọi là Thao Đân Character, là người thợ phân. Và cái thứ hai á, là cái người đó, cái Sunida này đó là giai cấp cung đinh Dalis, là không thuộc bốn giai cấp trên. Và cái người thứ hai mà mình học ở đây á là tôn giả gì, là cũng không có giai cấp, tôn giả Ubali là thợ, là giai cấp thứ tư, Ubali nha, là giai cấp tiếp, là giai cấp thứ tư, là tôn giả gì, tôn giả Chunda là thợ rèn, là giai cấp thứ tư. Tôn giả Ubali là giai cấp thứ ba, là giai cấp ông là thợ rèn nha. Đó là bốn cái mấy cái giai cấp mình đưa vô tiêu biểu để cho đại chúng học và chúng ta biết. Sunida, quý vị nhớ là Sunida là người hốt phân, và Chunda là thợ rèn giai cấp thứ ba, và giai cấp mà thứ tư á, như mình học á, là Ubali là người thợ cấp. Chúng ta học khi mà giáo sư hay giảng sư hay là quý thầy sư cô, thầy giáo thọ, người ta hỏi chứ chứng minh cụ thể trong tăng đoàn Đức Phật ai là người giai cấp A B C, thì quý vị nhớ Sunida là giai cấp thứ giai cấp Dalit, không thuộc bốn giai cấp trên, và Ubali là người thợ cấp, là không thuộc là giai cấp thứ ba, the third caste. Và Chunda là Chunda là người thời gian rèn giai cấp thứ ba. Ông Ubali là người người thợ cấp giai cấp thứ tư. Quý vị nhớ cái đó. Để chúng ta học, bây giờ mời chúng ta đọc tiếng Mỹ. Quý vị nhớ. Đại chúng đọc tiếng Mỹ nha. Đây thầy đưa cái hình ảnh lại, bữa trước mình đã học nhưng mà cái đoạn này đã có liên quan, cho nên thầy đưa cái hình ảnh này cho đại chúng biết. Cái người này chắp tay á. The other elder Sunida, dance corrector, cow dance. Chỗ này mình nói là chị cow nha quý vị, là người hốt phân bò đó. Cow dance corrector, untouchable caste, had a good chance to learn the Buddha teaching, to learn the Dharma, and became the Buddha monastic disciple later. Đây là cái người này bữa mình học ra, cái vị đây là đứng chắp tay đó, là tôn giả Ni Đề, là người người gia cấp cùng đinh, gọi là untouchable caste, là người cùng đinh đó quý vị. Mà khi gặp Đức Phật á là vị đó chắp tay. Thì thầy nói cái giai thoại nhỏ nhỏ chỗ đây cho quý vị thấy. Sunida là người Dalit, không có thuộc bốn giai cấp trên.
à, cái người mà không thuộc bốn giai cấp trên hoặc là giai cấp thứ tư á, nói chung gặp những giai cấp trên á, là họ chắp tay họ xá, họ tránh né giống như cọp vậy quý vị, nó hơi ngại, giống như sư tử vậy, họ sợ lắm, không dám đứng gần, họ biết đó, thân phận của mình là thấp kém, cho nên không dám đứng gần. Nhưng mà Đức Phật á, nước trước khi còn là thái tử là cái giai cấp thứ hai, ông Satya tức là giai cấp dũng sĩ. Nhưng mà Đức Phật đã giác ngộ chứng quả vô thượng bồ đề, thì lúc bấy giờ là Sunida đang hốt phân mà thấy Đức Phật và tăng đoàn đi khất thực. Tôn giả Ni Đề này là một người hốt phân gọi là Cao Đơn Collector, thì chắp tay và xá và không mặt không dám dòm nhé quý vị, không dám dòm mặt đối mặt đâu, và cái cúi xuống gì nè để cho chư vị đi qua, nhất là tăng đoàn và Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết là ông là người giai cấp cục đinh, cho nên cái nhân duyên đã đến, Đức Phật độ luôn, nói là con hãy đến đây, con muốn đi tu không? Tôn giả Ni Đề nói dạ con là giai cấp thấp, không dám muốn đi tu được, không có dám đâu. Trong chánh pháp, trong tăng đoàn của ta không có giai cấp, con đừng có lo. Nếu vậy á là con vô tắm rửa đi. Ngài sai các đệ tử là Tôn giả Sa Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, A Nan vân vân, bắt đầu lo tắm rửa rồi y hậu áo này kia cho nó đầy đủ, bắt đầu cái thời gian ngắn học pháp, hiểu pháp và thực hành pháp, cuối cùng ông chứng quả là hắn luôn đó quý vị. Cho nên cái mục đích đó, cái đoạn này á, để mình học mình nhớ rằng á, là trong tăng đoàn không có giai cấp, đưa cái hình ảnh là chẳng hạn như là Tôn giả Ni Đề trước đây là một người hốt phân, mà khi mà xuất gia trở thành đệ tử Đức Phật á, thì cũng chứng quả là hắn như nhau. Như thầy nói đó, một cái ly nước mà khi mà dầu lớn nhỏ gì á, mà khi mà quý vị đổ nước rồi, cái độ cao của ly nước nó bằng nhau đó, không có nào thấp, không có nào cao, thì chứng quả là hắn đều như nhau đó. Trong tinh thần bình đẳng của Đạo Phật, và nghe cái sự giác ngộ của Đạo Phật nó cũng bình đẳng đó quý vị, chứ không phải nói là cái sự giác ngộ A-la-hán á, cái mức độ nó dùng 100% là cái ly nước, mà cái nước nó lên cái mực ly á, không có cao thấp, ở tới chừng khỏi một xíu đó, một phân hay gì đó, nói theo tiếng Việt là nó sẽ tràn ra, không có cái nào cao nào thấp đó. Cho nên cái mức độ mà chứng quả giác ngộ là đều bằng bình đẳng với nhau. Thay mình nói cái chỗ này nữa nha, sự chứng ngộ của các vị đệ tử của Đức Phật đó là đều bình đẳng với nhau, chứ không phải như các tôn giáo khác đó. Không có đâu, tôi là thầy, tôi là giáo chủ, khi mà ông có giỏi cỡ nào đi nữa, mà ông có tài cỡ nào đi nữa, mà khi mà theo tôi trọn đời á, ông cũng quỳ dưới chân để ông chiêm ngưỡng tôi à. Quý vị thân, trong Đạo Phật không có cái đó. Khi mà chưa hiểu, chưa rõ thì sư phụ độ cho mình, mà khi mà hiểu mà rõ rồi á, chính mình độ mình, và mình với thầy là một, và thầy với mình là một. Cái sự hiểu biết đó, when we don't understand the Buddha teaching all the time, we are student. But when we understood the Buddha teaching all the time, the master, the Dhamma teacher, and I, and you, and everybody are the same. Là bình đẳng với nhau, không có khác biệt. Đó, thì chúng ta học ở chỗ này, chúng ta biết đó là tôn giả Sunida, là Ni Đề nha quý vị ha. Thầy đưa ra tiếng Mỹ để chi cho mình học, mình ứng dụng cho nó dễ, chứ nhiều khi nói tiếng Việt là người Mỹ người ta không có hiểu. Untouchable, các là một cái giai cấp mà không có được gần gũi, không có được tiếp xúc đó quý vị. Đó là cái hình ảnh thứ nhất. Và cái hình ảnh thứ hai nãy mình học đó là tôn giả Ubali, là người thợ tóc. Ubali nha quý vị ha. The other elder master Ubali. Đây là the other elder master Ubali lawyer, thì ngài là luật sư trong Phật giáo. Ngài có cái chức năng của ngài đó, khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng đó, nhập Niết Bàn 3 tháng đó, thì ngài là người trùng tụng về cái môn đạo đức học, gọi là luật học, giới học đó. Thì trước khi ngài là chưa phải là người đi tu á, là ngài là paper, là người thợ cấp,
Ngài cũng là cái người này á, gọi là untouchable cast, cũng là không có gần gũi tiếp xúc. Khi mà có cái cơ hội have a good chance to learn the Dhamma and become the Buddha, the monastic disciple and attain Arahant Buddhism, và chứng quả A-la-hán luôn, cũng chứng quả vị A-la-hán. Như vậy chúng ta thấy á, là Ubali là người giai cấp là ông á, là giai cấp thứ tư, là người thợ hớt tóc đó quý vị. Giai cấp này không có gần gũi những giai cấp trên, nhưng mà khi mà có duyên lành á, ông xuất gia tu học ngôn anh, nói theo ngôn từ gọi là tu học gác cú kiệu cuối cùng trở thành đệ tử Đức Phật luôn, chứng quả A La Hán. Và thầy á là cái người sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, ông là thầy là người ông tuyên phong trùng tụng lại về môn đạo Đức học, và hay là luật học hay là giới học, ngài là một trong những người mẫu mực đó quý vị. Về kinh tạng á, là ngài Ananda, về lục tạng là Ubali. Quý vị nhớ là trong thập đại đệ tử của Đức Phật á, thì quý vị nhớ những vị mà nổi bật đó là chúng ta bắt đầu từ ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất tới ngài Lahola Rahula. Thì trong 10 đại đệ tử đó thì có cái ngài Ubali là người ở giai cấp thứ tư này, tức là người sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, người đã chứng quả là A-la-hán, đã thầy đã trùng tụng về môn đạo Đức học. Have Ubali disciple of the Buddha who have duty to recite the morality subject or ethical subject or vinaya. Sila or Vinaya after the Buddha passed away around 3 months ago. Cách 3 tháng Đức Phật nhập Niết Bàn thì tôn giả Ubali là người trùng tụng lại lục tạng về môn đạo Đức học Phật giáo. Đó là cái hình ảnh chúng ta thấy là Ubali. Và cái hình ảnh này chúng ta học và chúng ta phải có hình ảnh để chúng ta dễ nhớ. Đây là hình ảnh là Chunda nha, người thợ rèn. Ông cúng cái bữa cơm, dân cúng cơm mời cung thỉnh Đức Phật về cái bữa thọ trai. Chunda là cái vị này, là người thợ rèn đó quý vị. The other elder Chunda was a smith of the third caste, là giai cấp thứ ba, là người thợ rèn. Vaisya, when having a good chance to learn the Buddha teaching and became the Buddha monastic disciple and become Arahant. Cái tôn giả Chunda này trước đó là một người thợ rèn, là một người thợ rèn nha. Smith of the third caste, là của giai cấp thứ ba, the third caste, Varaya. Khi mà có duyên lành học chánh pháp của Đức Phật đó, thì trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật và chứng quả là hắn. Đó là vị đây, vị Chunda này quý vị. Chunda, thầy đưa cái hình ảnh này cho quý vị biết. Còn cái vị trước ra, vị gần đây là người bạn của ông, đến với Đức Phật là hai vị, gọi là đệ nhị thân. Như vậy chúng ta thấy là cái hình ảnh Sư Nida, là tôn giả Nida, là người hốt phân, thuộc giai cấp Dalit. Và cái người thứ hai á, là tôn giả Ubali, là giai cấp thứ tư, là người thợ hớt tóc. Còn Chunda là người thợ rèn, là giai cấp thứ ba, đó cũng đến với Đức Phật. Khi mà có duyên thì tất cả đều đệ tử của Đức Phật, đệ tử xuất gia của Đức Phật, và chứng quả là hắn hết. Cho nên chúng ta nói lại là trong tăng đoàn không có giai cấp. In the Sangha of the Buddha, there are no caste. In the Buddha teaching, there are no caste. In the Buddhism of Arahant, there are no caste. Trong quan vị giác ngộ ông A-la-hán cũng có giai cấp. Chúng ta thấy. Và cái hình ảnh này gần đây, những năm gần đây mà quý vị coi, quý vị biết rất là rõ cho quý vị.
khi chúng ta học Phật pháp và chúng ta thấy cái hình ảnh này, ai mà có coi phim bộ phim 45 tập cuộc đời của Đức Phật đó, quý vị biết cái hình ảnh này. Thầy lấy cái hình ảnh này từ ở trên internet. The other elder Ananda words a person up a water cast when having enough wholesome condition to learn the Buddha teaching to become the Buddha monastic disciple. Cái này là tôn giả Ananda nha quý vị. Anan đó, mình thường tiếng Việt gọi là Anan đó, đúng là tôn giả Ananda, là người gia cấp dũng sĩ, a person of a warrior caste, gia cấp dũng sĩ đó. Khi mà có duyên, có duyên lành, có đủ duyên lành đó, when having enough wholesome condition, thì học được chánh pháp của Đức Phật nè, và trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật, và ngài cũng là chứng quả là hắn luôn. Vị này á, Ananda là thầy đưa cái hình ảnh ngày nay để chúng ta thấy con người bằng xương bằng thịt, thì vị này là có cái chức năng, có cái bổn phận trùng tụng lại kinh tạng, recite the Ananda. Ananda recite have duty to recite the Sutta Nikaya, kinh tạng trong Phật giáo. Upali disciple of the Buddha have duty to recite the Vinaya or Sila Nikaya in the morality subject, morality learning subject in Buddhism, là cái môn đạo đức học là tôn giả Upali, còn môn mà kinh tạng đó, Sutta Nikaya đó, là tôn giả Ananda. Chúng ta vừa thấy cái hình ảnh đó. Còn cái người này là đóng vai Đức Phật là ai? Là Gagan Malik. Cái vị này là tên là Gagan Malik nha quý vị ha, là đóng vai Đức Phật đó. An excellent actor playing the role of the Buddha in the very famous film In the Life of the Buddha. Gagan Malik này đó là một cái diễn viên rất là tuyệt hảo, gọi là xuất sắc đó, excellent actor, đóng vai Đức Phật, playing the role of the Buddha in every famous film, trong cái phim nổi tiếng đó, cuộc đời của Đức Phật. Là cái vị này nè, chúng ta thấy đây là Gagan Malik, đây là vị này đóng vai Đức Phật nha quý vị ha. An excellent actor plays a role of the Buddha, đó, đóng cái phim cái vai Đức Phật. Còn Ananda này là đóng là tôn giả, là tôn giả thị giả khi Đức Phật 55 tuổi. Thì từ từ chúng ta có thời gian chúng ta học từng vị đệ tử thánh đệ tử của Đức Phật từ ngài Xá Lợi Phất đổ về sau, từng vị một, và chúng ta sẽ học song ngữ tiếng Việt và tiếng Mỹ. Thì ở đây cái hình ảnh này thầy đưa ra có mấy hình ảnh đó, là gia cấp cục đinh Dalit Sunida, và cái gia cấp cái người mà gia cấp thứ tư đó, là Chunda. Chunda là gia cấp thứ ba, là người thợ rèn, và cái người thứ gia cấp thứ tư đó, là Upali, và cái người gia cấp thứ hai đó, là Ananda. Để chúng ta thấy là trong cái tăng đoàn không có gia cấp. Để chúng ta học và chúng ta biết tôn giả Ananda là người gia cấp dũng sĩ. Thầy nhắc mạnh lại cái đoạn văn mà mình vừa học nhé, cái hình đó. Tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và tôn giả Mục Cần Liên Mahamoggallana là những người gia cấp Bà La Môn. Ở đây thêm một cái gia cấp nữa là gia cấp Bà La Môn. Tôn giả vô não Angulamana, Angulimala là vị tướng cướp khét tiếng. Ambabali là một kỹ nữ hàng sang, vân vân. Xong qua quá trình tiếp xúc, học hỏi, áp dụng và thực hành Phật pháp, thì chư vị đó đều trở thành những người đệ tử xuất gia và tại gia an vui và hạnh phúc đích thực ngay tại thế gian này, hầm đích thực của Đức Thế Tôn. Thì ở đây thầy đưa thêm là cái giai cấp gì, từ khi mình nói là không có giai cấp trong tăng đoàn là mình phải đưa cái ví dụ để cho chư vị học thánh pháp hay chư vị học giả người ta nắm được
ông tôn giả Ananda là người giai cấp dũng sĩ nha quý vị. À, Satya là giai cấp thứ hai, tôn giả Sariputta và tôn giả Mokkalana, Maha Mokkalana là đại mục Kiền Liên đó, là hai vị này á là thuộc về giai cấp Bà La Môn, đó là giai cấp thứ nhất. Và tôn và cái vị tôn giả vô não mình đó, kêu tôn giả là lý do là cái vị đó sau này đi tu trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật, rồi cuối cùng cũng trở thành người chứng quả là hán luôn. Trước khi á, trước đó là ông là một vị tướng cướp khác tiếng, bị đó chúng ta sẽ học câu chuyện đó, chúng ta sẽ rõ. Và nàng Ambabali, Ambabali tiếng Việt đọc giống nhau, là một kỹ nữ hạng sang, hạng sang đó quý vị, giống người đứng đường á, nhưng mà cô này thì không có đứng đường, cô này chỉ giao lưu với vua chúa thôi, vân vân và vân vân. Xong qua quá trình tiếp xúc nè, học hỏi và áp dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày đó, thì tất cả chư vị đó nha đều trở thành là những người đệ tử tại gia và xuất gia, nói chung chung sống đời sống an vui và hạnh phúc đích thực ngay tại thế gian này. Thì ở đây á, thầy đưa ra cái khi mình nói là they no caste in the sangha of the Buddha, hay là in the sangha of the Buddha they are no caste, all the time we have some name, some picture for you to understand the Buddha teaching more and more. Khi mà chúng ta nói là không có giai cấp trong cái tăng đoàn hay trong đoàn thở của Đức Phật, thì chúng ta phải có ai là ai, giai cấp nào. Thì ở đây nãy mình đưa giai cấp cụm đinh là Sunnida, giai cấp thứ thứ hai á, thứ nhất á, là Bà La Môn, là Sariputta and Mahamoggallana, là một Kiền Liên, cũng là giai cấp Bà La Môn. Và giai cấp thứ hai là Ananda, là giai cấp dũng sĩ Satya. Và giai cấp thứ ba là Chunda, là người thơ rèn, là giai cấp thứ ba. Giai cấp thứ tư là giai cấp là vị Ubali, là người người thở cấp đó. Và cái người không có giai cấp nữa là Sunnida. Thì như vậy mình học ở trong cái đoạn kinh văn vừa rồi, đoạn văn vừa rồi đó, văn học Phật giáo vừa rồi đó, là mình thấy là trong đoàn thể của Đức Phật là có nhiều giai cấp lẫn lộn với nhau. Tất cả khi mà trở thành đệ tử Đức Phật rồi là không có giai cấp, là bình đẳng với nhau. When different kind of people who have good time, good chance, good opportunity, good condition to learn the Buddha teaching, to apply the Buddha teaching, to practice the Buddha teaching in their daily life, other time, all of them became Dhamma brother and sister in the Sangha. Chúng ta nói đi nói lại để chúng ta minh họa, chúng ta hiểu. Chỗ này chúng ta đã học rồi. Đây cái hình ảnh này cho đại chúng thấy. Khi mà nói tới tôn giả Sariputta, hình ảnh này chưa có, bây giờ chúng ta học tiếp. The other elder Sariputta of Brahmana caste, là một cái giai cấp Bà La Môn. Dạ quý vị ha, ông là một vị giai cấp Bà La Môn đó. Have a wholesome chance to learn, understand, to learn the Dhamma, to understand the Buddha teaching, to practice the Buddha teaching, and then he became Arhat. Thì tôn giả Sa Lợi Phất á, là một cái giai cấp Bà La Môn. Khi mà có duyên lành học pháp, hiểu pháp, thực hành pháp và nếm được pháp lạc trong đời sống hàng ngày, cuối cùng á, tôn giả Sa Lợi Phất chứng quả là hán, gọi là tướng quân chánh pháp. Cái hình ảnh đây là tôn giả Sa Lợi Phất, giai cấp Bà La Môn. Nãy giờ mình đưa các giai cấp kia chứ còn giai cấp Bà La Môn chưa có. Thì hình ảnh này chúng ta thấy Brahmana caste là tôn giả Sa Lợi Phất đó, tiếng Việt quý vị thấy nè. Đây hình ảnh này quý vị thấy ai? Đức Phật, tăng đoàn và ai đây? The other elder Moggallana of Brahmana caste had a wholesome chance to learn the Buddha teaching, to understand the Buddha teaching, to practice the Buddha teaching of the Buddha, and then he became Arhat. Tôn giả đây hình ảnh này chắp tay là tôn giả Mục Kiền Liên đó quý vị. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng là giai cấp Bà La Môn, hai vị này thân lắm đó quý vị. Mà Mục Kiền Liên và Sa Lợi Phất á, là hai vị rất là thân. Khi mà có duyên lành á,
học Phật pháp, hiểu Phật pháp, ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày, cuối cùng á chư vị một Kiền Liên cũng trở thành A La Hán luôn. Đây là hình ảnh là Buddha, là hình ảnh Đức Phật, đây là hình ảnh một Kiền Liên. Chúng ta thấy là một Kiền Liên. Moggallana và Sariputta là hai người bạn đồng tu rất là thân quý vị. Nếu mà còn ở đời đó, if Sariputta and Moggallana who were lay people know each other very very close, friendly and closely, rất là thân thiện và gần gũi. Khi mà gặp được đệ tử Đức Phật đó, là ngài Achati là ngài Ác Bệ đó, thì cuối cùng á thì hai vị này mới muốn làm đệ tử ngài Achati là ngài Ác Bệ, tôn giả Ác Bệ đó. Mà tôn giả nói không, tôi còn thầy nữa, nếu mà quý vị muốn làm thầy đó, muốn làm đệ tử của tôi á thì thôi tôi nhường, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị tới Đức Thế Tôn là người giác ngộ ở gần đây. Đó là cái duyên lành đến với đạo Phật là tôn giả Sariputta, Sariputta và Moggallana là tôn giả một Kiền Liên. Hai vị này ban đầu là nhận tôn giả Achati, Achati là Ác Bệ làm thầy, nhưng mà cuối cùng á ngài Ác Bệ, ngài Achati này nhường ngôi vị thầy cho Đức Thế Tôn. Muốn mà học được Phật pháp sâu hơn nữa thì tới Đức Thế Tôn, ngài Đức Sakyamuni Buddha là một bậc thầy cả trời và người, cho nên hãy đến đó mà để học Phật pháp. Như vậy ở đây chúng ta thấy là mình học đến với đạo Phật, mà khi mà gặp một vị minh sư rồi đó, mà người hướng dẫn cho mình đó, cái giai đoạn đầu tiên rất là quan trọng. Cái gì mà khi mà vị đó có cái tâm mà thông quán rộng rãi, giới thiệu cho những vị đệ tử mình tới vị thầy nữa, tới vị minh sư cao hơn nữa, giỏi hơn nữa, có đức độ hơn nữa, cụ thể là Đức Phật. Cho nên cuối cùng đó, Moggallana là gia cấp Bà La Môn, Sariputta là gia cấp Bà La Môn, Brahmana ha, khi mà có nhu cầu Phật pháp đến với đạo Phật, cuối cùng cũng trở thành là đệ tử của Đức Phật trong tăng đoàn. Như vậy trong đây đó, mình học đó, là đầy đủ năm giai, bốn giai cấp nói chung và một cái giai cấp cùng đinh là Dalit, đều là năm hạng người khác nhau, cuối cùng có trở thành Đức Phật, đệ tử Đức Phật hết. Rất là hay ha quý vị ha. Và ai nãy vừa mình đọc cái đoạn văn đó là Angulimala, là cái hình ảnh là vị tương cướp đó, gọi là vị tương cướp khét tiếng nha. Đến với Đức Phật, cái câu chuyện này nó cũng dài lắm, mà nói về lòng từ bi của Đức Phật đã phủ sóng và ngăn cản về cái tính bạo động của Angulimala. Angulimala, notorious chief bandit, tức là vị tướng cướp khét tiếng. Notorious chief là vị tướng cướp khét tiếng đó quý vị. Chief là đứng đầu, là trưởng rồi đó. Khét tiếng đó. Later he had good chance to learn the Dharma, to practice the Dharma and to become the Buddha monk as disciple. Cuối cùng vị này cũng trở thành vị đệ tử xuất gia của Đức Phật. Angulimala, mala là cái vòng hoa nha quý vị, là cái vòng á, quý vị thấy là cái vòng mà gọi là mala. Còn anguli là cái lóng tay. Thì câu chuyện của ông quý vị thấy là ông đeo cái lóng tay ở trên cái ngực của ông không? Thì ở đây á, câu chuyện Angulimala là một người không có gia cấp nhưng mà một vị khét tiếng, tương cướp khét tiếng, gọi là ác á. Nhưng mà khi mà đến với Đức Phật, đến với Tạng Bảo rồi đó, đến với Đức Phật đó, đó là người có duyên đó quý vị. Câu chuyện này rất là dài, là một bài pháp thoại. Thầy sẽ phân tích cái chỗ này dài và chi tiết hơn. Thì cuối cùng ông nói tóm tắt là ông gặp thầy tà bạn xấu, thiếu cái phước gặp minh sư, gặp thầy tà bạn xấu. Và cuối cùng ông nghe cái vị thầy thầy ác đó, thầy tà đó, nói là con mà muốn chứng quả thánh cho nhanh á, con phải đi giết người. Quý vị thấy không? Giết người thì muốn giết người mà phải đủ, mình nói cho anh số nhỏ và hẹp là 100 người thôi. Còn có chỗ nói 1000 người, mình nói trên 100 thôi. Muốn mà giết người mà lấy được mỗi người phải giết rồi mới lấy cái lông tay nha. Thì
lấy cái lông tay, rồi con lấy cái dây á, con xỏ, rồi con đeo ngay cái ngực của con, hình bóng con đó, chéo bên trái qua. Thì lúc đó đủ 100 người đó, thì tự nhiên con chứng quả là hắn à, chứng quả 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 vị tối cao à. Đó là do cái vị thầy tà bạn xấu ở hướng dẫn cho cái vị anh Vua Liên Bên La là vô não đó cái vị. Cuối cùng ông làm điều ác, người tới thứ 99 rồi ông không còn thấy ai nữa. Thì ông mới thấy người mẹ, mẹ là người có lòng từ bi, chỉ có mẹ mới ngăn cản cái điều ác của ông. Cho nên mẹ nói chứ bây giờ con sống như thế nào mà thấy dân chúng làng xã phường trốn hết con ơi. Bà mới, người ta kêu riêu quá, bà mới đem cái tâm từ, bà mới đi ngăn cản con mình. Bà nói con á, mục đích bà gặp anh Gulimala là chi? Để khuyên con bỏ điều ác làm điều lành, để sống đời sống bình thường lại. Chứ còn cái ác này chắc con không thể nào trốn thoát được. Và mục đích bà gặp cái anh Gulimala, con của bà đó, để khuyên nó là từ bỏ con đường bạo động, trở thành con người đức hạnh thôi, bỏ ác làm lành thôi. Nhưng mà cái người thứ 100 rồi, cuối cùng Đức Phật mới thấy cái duyên nó đã đến, Đức Phật sẽ độ cái vị này. Thay vì cái người mẹ đứng gần, khoảng nói ví dụ khoảng chừng 500m nha, nửa cây số đi, Đức Phật làm sao Đức Phật thì hiện ra gần khoảng chừng 100m thôi. Gần 1/10 tức là một cây số, là gần 1/10 chứ, tức là cây số là 1000m, thì Đức Phật đứng gần khoảng chừng 100m thôi. Thì lúc đó ông mới nhìn đi nhìn lại, nói ô mẹ của mình, bây giờ giết mẹ mình tội quá, mẹ mình người là sanh mình ra mà sao giết được. Cho nên ông mới thấy gì, ông mới nhìn lại, ông thấy ô Gautama Buddha, ngài Bồ Đàm kia, thay vì giết mẹ mình giết người dân sướng hơn. Thì ông mới quay ra, ông chạy, ông rượt Đức Phật, giết Đức Phật. Thì cuối cùng mẹ ông không có đeo đuổi, tự nhiên tới người 100 rồi ông còn đâu có bận tâm mà giết cái người mẹ mình. Như vậy mình thấy cái điểm này, mình thấy mặc dầu tướng cướp nhưng mà vẫn có lòng từ đó quý vị. So sánh đó, thì cuối cùng cái ông mới quay ra hướng Đức Phật, thì Đức Phật ông nạp Đức Phật và đuổi Đức Phật, và Đức Phật vẫn đi bình thản, mà ông chạy giống như là ngựa. Trong kinh điển ghi là ông chạy như ngựa đấy quý vị, ông chạy dữ lắm mà không thể kịp Đức Phật. Đức Phật đi bình thản thanh thản rồi, cái ông nói chứ này Gautama Buddha, tại sao ta chạy mà ông kêu là sao ông lấy ta không rượt ông lại được, ta chạy như ngựa mà. Tất cả những người này người kia ta đều giết hết, kể cả quân vua Ba Tư Nạc Ba Sina đi từ đó mà ông cũng muốn giết mà không thể, cả quân lính còn không còn phải né tránh ông mà. Như vậy tham thì ông mới rượt Đức Phật nói này anh Gulimala, ta đã dừng rồi, ngươi chưa dừng đó. Ông nói ngộ hơn, ông nói lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, này Bồ Đàm Gautama Buddha, ông nói là ông dừng lại nhưng mà sao mà tôi thấy tôi không có rượt được ông. Đức Phật lần thứ ba rồi, Đức Phật mới thấy cái duyên nó đến. Đức Phật nói không, anh Gulimala, ta đã dừng lại có nghĩa là gì? Ông không hiểu đó. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, bạch ngài Bồ Đàm, ngài giảng dạy cho tôi hiểu coi. Anh nói là ta dừng lại có nghĩa là gì? Ta dừng lại con đường bạo động từ xưa rồi, từ khi mà hai 30 tuổi ta bỏ con đường làm vua rồi, ta bỏ con đường bạo động giết người rồi, còn ngươi chưa dừng lại là như cái con đường ác ngươi đã tiếp tục. Ta đã dừng lại con đường ác rồi, ta đã thực hành con đường hòa bình và từ bi rồi. Nghe nói vậy chứ ông anh Gulimala này giác ngộ và bừng tỉnh, ông nói đúng, con đường bạo động ta vẫn tiếp tục, nhờ ngài Gautama Buddha này từ bỏ khai thị cho ta, cho nên ta quyết tâm là dừng lại, là không làm nữa. Ông nghe câu nói của Đức Phật nói đó, ông dừng lại có nghĩa là gì? Dừng lại điều ác, bỏ điều ác và buông đao kiếm xuống. Nhờ cái lời nói khai thị của Đức Phật đó, ông mới ngộ ra, và cuối cùng ông quỳ xuống và anh chắp tay, ông đảnh lễ Đức Phật. Ông bạch Đức Thế Tôn, hạnh phúc thay con gặp được minh sư, nếu không có minh sư chắc nó còn tiêu tan thùng rồi. Đó quý vị, trong quá trình học đạo, hiểu đạo và hoàn Phật pháp đó, còn duyên Phật pháp đó, không gặp minh sư là coi chừng trở ngại đó quý vị. Mình đến với đạo Phật mà không được gặp thầy lành bạn tốt,
Còn đến với đạo Phật mà gặp thầy coi bói nè, coi tướng nè, coi đồng bóng nè, nguy hiểm đó quý vị, đó là thiếu duyên. Nên mình tới với đạo Phật phải gặp minh sư, mình tới mà bày cứ coi bói coi tướng rồi coi đen trắng rồi coi xem tướng xem này kia hư hết, uổng quá trình mình đến với đạo Phật cả hàng chục năm mà cuối cùng không có hiểu về Phật pháp. Cho nên ông chỉ cần đến một cái thời gian ngắn thôi, ông bạch Đức Cù Đàm Gautama Buddha, bây giờ con nhận thầy, nhận ban đầu ông kêu ông, con nhận ông làm thầy con được không? Đức Phật nói ok. Thời mà đó mà Đức Phật nói tiếng Mỹ thôi như vậy ha. Nếu mà con bỏ con đường bộ đạo thì con trở thành đệ tử, thì ông mới phát nguyện đó. Như vậy con làm sao? Ông mới phát nguyện nói, Đức Phật mới nói là hí bi khu, hãy đến đây này đệ tử. Tự nhiên râu tóc ông rụng hết và đi về tới Tinh Xá Trúc Lâm và phát nguyện sống đời sống phàm hạnh và tu tập rất cung kiểu, cứ cầu mong trở thành đệ tử xuất gia. Và cái thời đó đó quý vị, vua Pasinadi đó nghe anh Gulimana này á khét tiếng tương cướp này dữ quá, cho nên vua mới điều ra hàng trăm lính á tới để giết cái vị tương cướp này. Nhưng mà sao tới cái chỗ cái vùng ông ở bây giờ sao im re, giống như là không có trong kinh điển mô tả là không có một tiếng động đó quý vị, giống như con mũi bê qua mà im phăng phắc vậy á. Rồi cuối cùng á mới đi vào Tinh Xá Trúc Lâm, nhà vua là được Phật tử Pasinadi đó tới đảnh lễ Đức Phật. Và mới vừa vô cổng á, tự nhiên thấy cái vị tỳ kheo này đạo hạnh quá, ngạc nhiên quá, sao mà trong Tinh Xá Trúc Lâm này hàng ngàn chư tăng người xuất gia mà sao im phăng phắc hết, mà mới vừa vô cổng mà thấy cái vị tỳ kheo này tự nhiên đạo hạnh và đức hạnh quá. Nhà vua tự nhiên cái cảm động và cái năng lực từ trường đó quý vị, ông muốn đảnh lễ, đảnh lễ vị tỳ kheo này. Thì khi đảnh lễ mới thưa là thưa thầy là tôi muốn gặp Đức Thế Tôn, thầy chỉ cho tôi cái hướng. Thì mới vừa vô cái hướng ABC gì đó, vô cái hướng góc đông đó, hướng đông đó, thì đảnh lễ Đức Phật. Rồi Đức vị vua Pasinadi này, vua Tư Nạc á, hỏi cho bạch Đức Thế Tôn, cái vị tỳ kheo ở bên ngoài con vô con đảnh lễ con lạy đó, vị là vị nào? Thì Đức Phật nói đó chính là vị tỳ kheo Angulimala đó, vua não đó quý vị. Nhà vua hỡi ơi và ngã ngửa ra nói chứ, Nam Mô Phật, vị tướng cướp này mà trở thành đệ tử Đức Phật sao mà hiền quá gì, mà đạo hạnh quá gì, Đức Phật có phương pháp nào hay mà độ cho vị này trở thành đệ tử xuất gia không? Hay quá, mầu nhiệm quá. Từ đó cái vị này bị vừa ngạc nhiên và vừa kính phục, không ngờ Đức Phật có cái đức hạnh gì mà độ được cái thằng, cái nói theo ngôn từ ở ngoài cái thằng tướng cướp. Nhưng mà khi mà cái vị này trở thành vị tỳ kheo rồi, Trầm Mô Phật đó, hay quá, tu sao mà tuyệt vời quá, mới có 7 ngày thôi mà trở thành vị đệ tử xuất gia và đức độ tốt ra đó. Thì ở đây nói, ý nói là trong cái đề hàng đệ tử của Đức Phật đó có những tướng cướp. Rồi bây giờ to có một cái người kỹ nữ là Ambabali đó, thì chút mình sẽ nghe mình học thêm đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, thì cái câu chuyện nó còn dài, và cái nhân quả của ngài Angulimala sao sau này á, ngài cũng phải trả cái nghiệp báo của ngài, cuối cùng ngài cũng bị dân chúng cũng bị giết ngài. Thì nói chung là cái nghiệp sát thì cuối cùng cũng có người khác người ta mòn mình lại, đó là cái nhân quả không thể tránh khỏi được. Thì ở đây cái mục đích này mình đưa ra cái hình ảnh này để ví dụ rằng trong hàng đệ tử của Đức Phật đều có nhiều thành phần khác nhau, nhưng mà nhờ cái đức độ của Đức Phật đó cho nên ngài độ hết tất cả, rất là hay và rất mong nhiệm. Chúng ta nghe sơ cái câu chuyện này, khi nào có cái đoạn tiếng kinh anh tiếng có thời gian thích hợp mình học cả song ngữ tiếng Việt và tiếng Mỹ. Angulimala and the Buddha, đó quý vị thấy hình ảnh không, thấy thương chưa? Cuối cùng ngài cũng trở thành đệ tử Đức Phật luôn rất là hay. Angulimala, Anguli là cái lóng tay, Mala là cái vòng, là cái vòng lóng tay đó, cũng do thầy tà bản ác mà cuối cùng trở thành một cái người ác thôi quý vị. Thì tại nói đó, trong cái lộ trình tu học đến với đạo Phật cũng vậy, mình phải gặp minh sư đó quý vị. Còn đến với đạo Phật mà thấy đầu tròn áo vuông, thấy cạo tóc trăm mát, bọn cái áo xuất gia
mình tưởng đâu là vị sư thầy sư cô ngon lành, nhưng mà coi lại đó, nhiều khi á, không có thời gian năm tháng mà để coi cái quá trình tu học á, là lúc đó quý vị vỡ lẽ ra, trời Nam Mô Phật á, mấy ông sư này giống nói theo bên ngoài gọi là nói theo về bảo môn á, nó là mấy ông sư thiếu lâm tự. À, quý vị phải gặp minh sư nó quan trọng lắm á, chứ còn thầy cô thì nhiều, mà trong quá trình tu học đến với đạo Phật mà không gặp được sư thầy sư cô minh sư là trở ngại cho mình, rất là trở ngại đó quý vị. Và hình ảnh này quý vị biết, vừa học quý vị biết là ai? À, đây là người kỹ nữ gọi là Ampabali, kỹ nữ a courtesan, là một kỹ nữ hạng sang đó nha quý vị ha. A flamingo garden to the Buddha and his sangha. Later she became a bhikkhuni. Ampabali đó là người này nổi tiếng lắm quý vị, kỹ nữ hạng sang nè. Là người này rất là nổi tiếng, nhưng mà cuối cùng người có giác ngộ, cô này có cái tâm giác ngộ, hiểu được Phật pháp rồi đó, từ giả cái con đường cái đời sống thế tục rồi trở thành đệ tử Đức Phật. Và cái hình ảnh rất là nổi tiếng quý vị ha, Ampabali đó là kỹ nữ hàng sang và đảnh lễ Đức Phật và phát tâm cúng dường cái vườn xoài nha quý vị, mango garden là vườn xoài, cho Đức Phật và tăng đoàn. To the sangha and his sangha, to the Buddha and his sangha. Later she became a bhikkhuni, và đệ tử xuất gia nữ tu trong tăng đoàn. Như vậy chúng ta thấy tới chỗ này, chúng ta thấy ha, nãy giờ nam tu rồi người cư sĩ, người ác là Angulimala, bây giờ tới cái này là Ampabali là kỹ nữ hàng sang. Tại sao gọi là courtesan, là cái người á, thay vì cái người ngày nay á gọi là những cái cô gái mà bán hoa bán bông gì đó, bán hoa là cái nghĩa đen, mà nghĩa bóng nghĩa là gì, là sống cuộc đời á do cái đứng đường, đứng ngã tư ngã ba thì cái đó là bình thường. Nhưng mà cái cô Ampabali này là kỹ nữ hàng sang, là cô vừa sắc đẹp mà vừa giàu có, là cô bán mình cho vua chúa và những giai cấp vua chúa không có gì. Cô này rất là đẹp và đồng thời là giàu có nữa. Cô không có đi con đường làm ăn mà cô đi theo cái kiểu mà sống đời sống phóng hoa đó, bán cho vua chúa cho quan này kia đó. Nhưng mà khi mà cô mà có duyên lành đến với Đức Phật đó, đến với đạo Phật đó quý vị, cô đem hết cái tâm lành là cô mới cúng dường cái vườn xoài. Ai mà có đi Phật tích á thì trên cái lộ trình tới Vasali á thì tới đó chúng ta sẽ thăm cái vườn xoài của nàng Ampabali rất là nổi tiếng. Ngày nay các chùa Việt Nam, các chùa nữ tu trên thế giới, một là lấy cái tên chùa, nếu mà nữ tu lấy cái tên chùa là Mahapajapati Gautami là Kiều Đàm Di Mẫu, hai nữa lấy tên chùa là Visakha là Tỳ Xá Khư, ba là lấy tên chùa Ampabali, hay là lấy cái vườn xoài Ampabali đặt cái tên cho trong cái tu viện của mình, rất là hay. Ở Việt Nam, ở các nước Phật giáo trên thế giới, người ta lấy cái tên nữ tu là đặt tên chùa. Còn nếu mà ở Việt Nam thì cũng lấy những cái tên này đặt tên vườn xoài Ampabali, vườn cái ngôi thiền viện hay là tỉnh thất hay là nơi tu viện của tôn giả Kiều Đàm vân vân, thì lấy cái tên này. Thì cái hình ảnh chúng ta vừa học đó, thì Ampabali cuối cùng có duyên lành giác ngộ và trở thành đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia ban đầu, và sau đó chứng quả luôn. Thì chúng ta thấy hình ảnh nhiều cái giai cấp, nhiều hình ảnh khác nhau mà chúng ta học ở đây, chúng ta thấy đa dạng và phong phú. To clearly understand and to confirm the above discussed thing, learning the history of Buddhism, we know that in Buddhism there are very many kinds of people and many different castes and religions. Before being a lay people, the elder Sunida was a cow dancer collector.
not belonging to the four above caste. The elder Ubali were the hair cutter of the fourth caste, Sudara. The elder Chunda were the smith of the third caste, Vaya. Để hiểu rõ, mình lặp lại cái đoạn tiếng Việt nãy, đây tiếng Mỹ, để hiểu rõ và xác định cái những gì mà mình đề cập ở trên đó, thì học lịch sử Phật giáo, learning the history of Buddhism, thì chúng ta biết rằng trong đạo Phật đó, là có nhiều hạng người khác nhau. There are very many different kind of people in the many different caste and religion, và có nhiều cái giai cấp khác nhau và cái tôn giáo khác nhau trong cái thời Phật đó. Thì trước khi mà trở thành người cư sĩ đó, mà tôn giả Sunida là cái người hốt phân ở cao Don Collector, mình ôn lại cái đoạn tiếng Mỹ, tiếng Việt nãy mình học, và cái người này là không thuộc giai cấp bốn giai cấp trên. Và Elder Ubali á, là cái người thợ, tôn giả Ubali là cái người thợ cắt tóc, hair cutter, là thuộc giai cấp thứ tư nha. Sudara và cái tôn giả Chunda là người thợ rèn thuộc giai cấp thứ ba, Smith of Third. Mình đọc nhanh cái chỗ này. The elder Ananda was person of a water caste. The elder Sariputta and Mahamoggallana elder was people of Brahmana caste. The elder Angulimala was a notorious chief bandit. Miss Ambabali was a courtesan, etc. However, through the process of contracting, learning and applying and practicing the Buddha Dharma, they became authentically blissful and happy disciple of the Buddha of the One of One. Thì tôn giả Ananda là cái người giai cấp dũng sĩ, tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên á, là thuộc giai cấp Bà La Môn. Và cái vị tôn giả Angulimala đó là trước đây á, previous time á, he was a notorious chief bandit, là vị tướng cướp khét tiếng nha. Cái cô Ambabali đó là kỹ nữ hàng sang, vân vân. Tuy nhiên á, qua quá trình tu học tiếp xúc nè, through the process of contact, learning, applying and practicing the Buddha Dhamma, học nè, tiếp xúc nè, học nè và thực hành Phật pháp á, thì tất cả họ đều tự trở thành á, là những vị đệ tử an vui và hạnh phúc á. Đích thực authentic, blissful and happy disciple of the One of One, là đệ tử của Đức Phật. Như vậy á, cái chỗ này chúng ta dừng lại ngang đây hết giờ, và cái ý nó đã qua cái ý mới, chúng ta sẽ học phần sau. Như vậy tóm lại trong cái buổi học hôm nay, Part 7 đó, Right Thought, Thinking of Equality in Buddhism, chánh tư duy bình đẳng trong đạo Phật, phần 7 này, thì chúng ta học hôm nay nhấn mạnh hai ý, mà 7, một là không có giai cấp trong cái tăng đoàn đệ tử Đức Phật, hai là không có giai cấp trong chánh pháp của Đức Phật, thứ ba là không có giai cấp khi chứng quả giác ngộ, không có giai cấp trong cái quả vị giác ngộ. Đó là ba cái ý chúng ta nắm nha. Today we inclusion to learn to listen to the Dharma talk today. Three things we should remember. First, there are no caste in the Sangha of the Buddha. Second, there are no caste in the Dharma of the Buddha. And there are no caste in the Buddhism of enlightenment. Ba cái ý đó chúng ta nắm mất, không có giai cấp trong đoàn thể tăng đoàn, không có giai pháp, không có giai cấp trong chánh pháp của Đức Phật, không có giai cấp trong quả vị chứng ngộ. Ba cái ý này chúng ta nắm, khi nào ra thi, ra câu hỏi thì chúng ta nói là cái đặc biệt, cái tư duy bình đẳng của đạo Phật là gì, thì chúng ta viết ba cái ý này, lúc đó chúng ta được điểm cao. Bây giờ cái buổi chia sẻ pháp thoại tới đây đã hoàn mãn. Kính chúc đại chúng được an vui trong Phật pháp, và nguyện cầu thế giới được an lành, và nguyện cầu cho cái nạn đại dịch corona này được mau chấm dứt, và cái sự kết nối của quốc gia này quốc gia kia được gần gũi nhau, và làm được nhiều việc trên thế giới này, được việc lành việc tốt cho thế giới này. Và cầu nguyện cho cái nạn đại dịch, cho cái thuốc vaccine
có giá trị 100%. Bữa nay ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, ở Anh, vân vân, được 95% rồi. Mình hy vọng là những tuần gần tới đây thì được 100%, thì cái số vaccine này mới trị liệu cho cái COVID hay là coronavirus được sớm chấm dứt. Và cầu nguyện cho quý Phật tử chúng ta trên lộ trình tu học Phật pháp, chúng ta cố gắng gặp được Minh Sư. Nhớ nha, chứ Minh Sư nha quý vị, right hay clear hay right master right person, chọn được Minh Sư để chúng ta nương tựa. Chứ còn chọn mà tà sư hay là chọn gọi là wrong person, là cái người tà đó, thì lúc đó, hay là wrong master, thì cái người mà gọi là tà sư, hay là lúc đó chúng ta trở ngại. Cho nên đó, quan trọng là chúng ta phải gặp Minh Sư để chúng ta tu học Phật pháp cho nó ngon lành. Kính chúc toàn thể đại chúng được an vui trong Phật pháp, và cùng người thân quý thuộc của mình được an vui trong Phật pháp. May the day be well and the night be well. The day and night houses are auspicious. All the bearers are peaceful. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect on any time and anywhere. Salut, lành thay, and well done. The Dharma talk today is over. Thank you so much for your attention and listening to Dharma talk today. May you be well and happy. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, and